Đêm thanh gió mát, người đàn lão gia đưa cho người phụ nữ một gói bột thuốc. Sáng hôm sau, áo lót của người phụ nữ xuất hiện trên giường của người đàn lão gia. Cầm tiền này bên người. Ngoài ra, coi như là học phí võ công của tôi, cho tôi được trả tự do, hãy bắt đầu dạy tôi võ công. Anh có một tờ bạc trăm lượng bên trái, bên phải một tờ bạc trăm lượng. Tiền bạc đó từ đâu mà ra? Lão gia của người quá rộng lượng đấy. Chẳng phải vậy đâu. Phượng Vĩ Nguyệt đã ăn cắp đồ lót của An Thị vài ngày trước, đồng thời còn khiếu tí bồi thường mất mát tinh thần từ Bạch Thị và chi phí bồi dưỡng. Lão Diệp nghe xong, huyệt thái dương từng đợt run rẩy. Quả nhiên là cái không nên trêu tiểu tổ tông này. Nếu đắc tội đến cô ấy, có thể lần sau là quần cầu của tôi sẽ treo trên cổng thành. Vậy tôi đi trước. Lần sau nếu cần tìm tôi, lấy bất cứ thứ gì cũng được, nhưng đừng bao giờ thả vũ khí hóa học. Tôi không thể chịu được mùi đó. Đừng tự phong mình. Ông có biết hộp cá ngừ đó đắt lắm không? 60 điểm đúng đấy. Vậy bạn không có việc gì làm sao lại làm phiền chuyện này? Nếu bạn không thích cô bé đó, đánh một trận là xong. Mức giá này cũng quá lớn. Vẫn là để đối phó với em gái tôi. Cả ngày điên cuồng không biết phải làm sao. Nếu không cho cô ấy một bài học, cô ấy còn nghĩ tôi dễ bắt nạt. Tiểu tổ tông à, lần sau đổi phương pháp đi, đừng lãng phí như vậy. Tôi đếm, đếm ba, nếu lão gia không thắng nữa, tôi sẽ đá lão gia ra ngoài. Bên ngoài có người, chỉ thấy trong sân có một bóng đen. Nhìn trái phải, có thể nhận ra một nam giới. Nam giới sau khi vào sân, không lâu sau, trong căn phòng của các cô gái bên kia, một hình ảnh bước ra, hai người nói vài câu, nam tử rút từ túi hông, lấy một gói đồ, đưa cho cô gái đó. Người đàn lão gia này chính là mã phu ở sau nhà. Tên là Lưu Trấn, An Thị đã ra lệnh cho anh ta. Mỗi ba ngày ra ngoài mua xạ hương một lần. Dù bị phát hiện, cũng có thể gọi là ngựa hoang khó thuần. Thân thể thường xuyên bị tổn thương do té ngã, vì vậy cần sử dụng xạ hương thay thuốc. Lưu Trấn đã cưới vợ chưa? Theo điều tra của tôi, đã cưới vợ rồi. Vợ chính là người chặt củi trong bếp. Tên là Lý Xuân Bảo, nổi danh là cọc cái. Vậy nếu nội y của Vũ Cần xuất hiện trên giường của Lưu Trấn, bị Lý Xuân Bảo nhìn thấy, sẽ có phản ứng gì đây? Cái này có phải của bạn không? Không phải của tôi. Nếu để lão nương biết, là ai dám nẳng lơ với chồng tôi vậy? Tôi Lý Xuân Bảo nhất định sẽ lột da cô ấy. Không thể nào, Lưu Trấn cũng có người tán tỉnh à? Thật là lâu rồi. Tôi nhớ lần trước trong bếp có một cô hầu nhỏ, vì cãi nhau với Lý Xuân Bảo, sau đó đã đánh nhau, cuối cùng đã bị Lý Xuân Bảo cào mặt. Dung nhan bị hủy hoại hoàn toàn. Bài kiến đại tiểu thư. Cái áo lót đỏ của Vũ Cần đây à? Không phải của tôi. Cái thứ đàn bà lẳng lơ này. Trong phủ không phải không có đàn lão gia. Sao mày lại chọn nhắm vào nhà ta? Có phải vì lão nương thường dễ nói chuyện không? Không, thật sự không phải của tôi. Thật là loạn hết lên. Nhà bếp rảnh rỗi như vậy à? Lý Xuân Bảo còn không mau về lại làm việc. Nhưng vì Phượng Vĩ Nguyệt cuối cùng cũng là tiểu thư, không thể không nghe lời cô ấy. Vậy thì tôi sẽ đi ngay. Con nhà đầu kia, chờ tôi đi. Vũ Cần, vào trong với tôi. Vũ Cần, ngươi có giấu ta chuyện gì không? Tiểu thư, nô tỳ không biết người đang nói gì. Lý Xuân Bảo. Tiểu thư, tôi nói. Tôi sẽ nói hết những gì người muốn biết. Nói đi, bắt đầu từ xạ hương kia. Đồng tử của Vũ Cần co lại, không ngờ tới. Chuyện này đã bị tiểu thư phát hiện rồi. Làm sao cô ấy biết được vậy? Có phải từ tên mã phu không? Nhưng phía Tử Vân, không có thông tin gì hết. Liệu Tử Vân cũng đã bị thu phục à? Vũ Cần bỗng cảm thấy lưng run rẩy. Như một cái lưới lớn đã được bày ra, và cô ấy đã trở thành con mồi trong lưới, và cú đánh vừa rồi. Rõ ràng là cảnh cáo từ Phượng Vĩ Nguyệt đối với cô ấy. Đại tiểu thư tha mạng. Nô tỳ đều bị ép buộc, không phải thật lòng muốn hại phu nhân. Hãy kể chi tiết đi. Nô tỳ sinh ra trong gia đình nghèo, 5 năm trước, cả cha mẹ đều qua đời. Sau đó, nô tỳ đã bán thân vào phủ thái phó. Hiện nay, trong nhà vẫn còn một em trai 7 tuổi và nô tỳ sống chung với em. Nhưng gần đây, An Thị đã bắt em trai của nô tỳ, đe dọa nô tỳ làm việc thay mình. Nô tỳ sợ em trai gặp chuyện, bất đắc dĩ mới làm theo lời An Thị, hứa sẽ làm việc thay bà ấy. Phượng Vĩ Nguyệt trạng thái căng thẳng về việc An Thị bắt một đứa trẻ. Rõ ràng là rất khinh thường. Vũ Cần, tôi cho bạn cơ hội tự nhận ra lỗi lầm. Chỉ còn tùy bạn có muốn nắm bắt hay không. Đại tiểu thư, ngươi có thể thực sự cứu được em trai nô tỳ không? Bạn có thể không tin tôi, nhưng bạn đã từng nghĩ đến hậu quả của việc làm việc cho An Thị. Trái tim Vũ Cần lạnh ngắt một chút. Thật vậy, An Thị dám đối xử như vậy với Bạch Thị. Tương lai nếu mọi chuyện hoàn thành, khó tránh khỏi việc máu chảy đầu rơi. Khi đó, một số người biết sự thật còn sống sót được không? Xin tiểu thư cứu giúp tôi. Cơ hội đã đến với bạn, chỉ còn tùy bạn nắm bắt như thế nào. Nếu tôi phát hiện bạn đang lừa dối tôi,
Tôi đảm bảo bạn sẽ chết thảm. Bạn có biết tình hình của Vũ Cần không? Người hầu này cũng không biết gì. Được rồi, bạn đi trước đi. Buổi chiều, quản gia thần đến Bắc Viên, mang đến một tin tức cho Phượng Vĩ Nguyệt. Xin thông báo đại tiểu thư, sau 3 ngày, trong cung sẽ tổ chức tiệc trùng dương. Đã mời lão gia và nữ quyến trong phủ. Lão gia muốn tiểu nhân thông báo cho đại tiểu thư. Khi đến, cũng mời đại tiểu thư tham dự cùng, nghe nói sẽ tham dự tiệc trong cung. Phượng Vĩ Nguyệt ngay lập tức phấn chấn, đã chịu nhiều ngột ngạt ở Bắc Viện, cuối cùng cũng có thể đi dạo một cách công khai. Có phải vương gia điện hạ cũng sẽ tham dự không? Tiệc trùng dương là ngày lễ quan trọng hàng năm trong cung. Vương gia điện hạ tự nhiên sẽ tham dự, nhưng vẫn xin đại tiểu thư kiềm chế bản thân. Đừng bao giờ làm việc làm mất mặt cho phủ thái phụ nữa. Đây là chuyện tự nhiên, quản gia hãy yên tâm. Người không phải lúc nào cũng đảm bảo tốt đẹp sao? Nhưng một khi gặp vương gia điện hạ, lập tức trở nên lúng túng. Cố gắng tỏ ra. Sau khi quản gia đi, trái tim của Phượng Vĩ Nguyệt bắt đầu lo lắng. Phượng Vĩ Nguyệt tự cho mình không sợ, nhưng đối diện với người như Mộ Ngọc Sơn, cô ấy vẫn là một kẻ nhát như chó. Mộ Ngọc Sơn này có phải là một người khó chịu không? Liệu họ có thể chặt tôi ngay tại buổi tiệc không? Hay là giả bệnh để trốn? Nhưng một cơ hội để thấy thế giới như vậy sẽ bị lãng phí. Được rồi, hãy tránh xa một chút. Chỉ cần không để Mộ Ngọc Sơn thấy tôi là được. Phượng Vĩ Nguyệt bỗng nhớ, mặt Phượng Thanh Vân bị mèo cào rồi. Lúc này có lẽ vẫn còn vết thương. Nghĩ đến vết sẹo trên mặt Phượng Thanh Vân, cô ấy đến xem có bao nhiêu bạc trong tay. Dự định đi tìm Phượng Thanh Vân một lần nữa. Tử Vân, đại tiểu thư có việc gì không? Ngươi không phải đang rất thân với Phượng Thanh Vân sao? Nói với cô ấy, ta có một loại kem thần kỳ ở đây, có thể loại bỏ vết sẹo trên mặt cô ấy. Nếu cô ấy muốn, hãy để cô ấy đến tìm tôi ngay lập tức.